Xin chào các bạn, đây là chiếc vàng cơ Neck Epic 60 Plus và đây là một cái sự nâng cấp khá là lớn dành cho dòng vàng cơ của Neck. Trước thì các bạn biết là bên mình cung cấp rất nhiều dòng vàng cơ Neck Epic 30 rồi, sau đó thì nó nâng cấp lên là Epic 50 Plus và bây giờ hiện tại đã có dòng 60 Plus và 70 Plus rồi. Thì đây là một cái sự lựa chọn mà mình nghĩ là nếu mà các bạn đang mua một chiếc vàng cơ và các bạn chỉ bỏ ra thêm khoảng 100.000 nữa thôi để có thể nhận được một cái dòng vàng cơ mới hơn thì mình nghĩ là sự lựa chọn khá là đáng tiền. Dòng vàng cơ Neck Epic 60 Plus này mình đã test thử chất tiếng thì với dòng mới này chất tiếng nó sẽ hay hơn một chút, nó không hay hơn quá là nhiều, tuy nhiên nó chỉ một lệch ra có 100.000. Chính vì thế mà thứ nhất lệch 100.000 này, thứ nhất là về đời mới hơn, thứ hai là về chất tiếng nó chỉ cải thiện một chút, nhưng mà cái điều đặc biệt hay đó chính là với dòng vang này nó có một sự nâng cấp khá là lớn ở cái tính năng chống ú. Thì thông thường các bạn sử dụng những dòng vang các bạn vẫn muốn là khả năng chống ú nó tốt hơn dòng không đi, thì đây là một lựa chọn khá là ok. Với dòng vang này thì khi mà các bạn cần chống ú các bạn ấn vào đây, tap in vào đây thì sẽ là bật tính năng chống ú và cái khả năng chống ú của dòng này mình đã test rồi, nó tốt hơn dòng Epic 30 khá là nhiều. Và mình nghĩ là nếu mà các bạn đang mua một dòng vang và từ đời thấp sau đó đến đời cao nó chỉ lấy nhau khoảng 100.000 thì mình nghĩ là các bạn nên cố gắng đầu tư thêm một chút, ga lên một chút để có thể lựa chọn dòng mới này. Còn tất nhiên lựa chọn Epic 30 hay Epic 60 Plus đây chính là lựa chọn của bạn. Và đây là vỏ hộp của dòng mới Epic 60 các bạn nhé. Với dòng vang này thì bên mình bán ra vẫn có thời gian bảo hành cho các bạn là 1 năm, và đặc biệt là bên mình vẫn giữ khuyến mại, khi mà các bạn mua thì bên mình sẽ tặng kèm theo dây kết nối này để các bạn có thể kết nối được với âm ly. Còn các bạn nếu muốn kết nối với cục đẩy hãy nốt vào đơn hàng là mua với cục đẩy thì bên mình sẽ tặng đúng dây. Và dòng vang này bên mình bán ra vẫn có thời gian bảo hành là 1 năm nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Các bạn có mọi vấn đề gì liên quan đến vấn đề kỹ thuật hay là sử dụng sau này, các bạn cũng hãy liên hệ bên mình qua TikTok Shop để bên mình hỗ trợ qua nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.